chen chân tố gái showbiz mất trinh hết, Angela Phương Trinh khẳng định sẵn sàng vào bệnh viện kiểm tra trinh tiết. Nhiều ngôi sao không ngại bàn đến vấn đề trinh tiết trong làng giải trí cho dù đây là câu chuyện khá nhạy cảm. Chen chừng, không ai vào showbiz mà còn trinh, bà chủ quán bún đậu mắm tôm là người nổi tiếng, mới nhất đưa ra phát ngôn ngay tranh cãi về trinh tiết. Trong một livestream mới đây trên mạng xã hội, Chen chừng gây chú ý khi bàn tới scandal gả tình đồng nghiệp của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Sau khi phân định đúng sai giữa ồn ào Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch, cựu chân dài bất ngờ tuyên bố, xin lỗi cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu. Tuy nhiên, phát ngôn của bà mẹ một con được cho là vơ đũa cả nắm. MC kim ca sĩ Miko Lan Trinh thẳng thắn bác lại đàn chị. Chị Trang Trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn trinh khi vào showbiz chị nhé. Nếu cụ chân dài khẳng định không ai còn trinh khi vào showbiz, hoa hậu Hennie khéo léo đáp lại, vậy thì em chưa vào showbiz nhé. Người mẫu Kim Salix nhà Trúc cũng xem phát ngôn của Trang Trần như cái tát vào mặt hội chị em câu lạc bộ khoan cắt bê tông. Quế Phân, nam em không muốn trao chinh trắng cho Trường Giang. Trong talk show lần đầu nói thật trên báo vào tháng 3, Quế Phân có những chia sẻ bất ngờ về scandal tình ái của Trường Giang và nam em. Sau khi nam em kể lại quá khứ muốn tự tử tại Đà Nẵng hồi còn yêu Trường Giang, Quế Phân quyết định phải nói thật về tính cách của nam danh hài. Giọng ca đêm vũ trường tiết lộ, nam em quẫn đến mức muốn tự tử sau khi bất ngờ bị Trường Giang bỏ rơi. Lý do bởi trước đó cô gái này không đồng ý gửi trao tấm thân chinh trắng cho anh. Nam em là một cô gái vẫn còn trinh, chưa từng trải qua một người đàn ông nào về thể xác. Sau 2 năm tôi từng sống, từng ở chung nhà, chứng kiến nam em chưa bao giờ đi quá giới hạn cầm tay với bất cứ người đàn ông nào. Tại sao nam em muốn tự tử ở Đà Nẵng? Đó là bởi đêm hôm Trường Giang muốn có được nam em, nhưng cô ấy quyết giữ vì không tin tưởng bất cứ người đàn ông nào trong xã hội. Trường Giang cho nam em niềm tin, nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Chính vì vậy nam em không thể dành cho anh ta điều quan trọng nhất. Vì thế Trường Giang đã bỏ đi, Quế Phân kể lại. Phát ngôn của nữ ca sĩ Hà Thành về vấn đề nhạy cảm của đàn em từng gây chú ý một thời gian dài. Quang Lê, tôi từng cưới vợ nhưng vẫn giữ trinh tiết cho cô ấy. Trong một talk show vào tháng 8, Quang Lê bất ngờ kể về đám cưới bí mật khi anh 22 tuổi. Trước khi đi hát tôi đã cưới vợ, lúc đó tôi đang ở Mỹ và phải về Việt Nam cưới vợ thông qua gia đình ông bà ngoại. Phải nói rằng gia đình người vợ rất giàu có, nếu tôi ở với cô ấy tôi sẽ không phải vất vả kiếm tiền bằng cách đi hát đâu, nam ca sĩ bật mí. Sau khi công việc cưới xin đã chuẩn bị, Quang Lê nhận ra rằng ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong người đang trào dâng. Vì thế anh quan niệm, tôi không thể có gia đình như thế rồi lại nuôi con vào lúc này. Thế nên tôi vẫn chấp nhận làm đám cưới, nhưng tôi giữ sự tin chắn cho vợ để sau này cô ấy đi thêm bước nữa. Theo dự tính của Quang Lê, sau khi thỏa mãn đam mê ca hát, anh sẽ quay về với người vợ nếu cô ấy có thể chờ đợi. Tuy nhiên sự chờ đợi quá lâu đối với một người phụ nữ là không thể, nên giọng ca đôi mắt người xưa đã đồng ý để vợ mình đến với mối quan hệ khác. Khá cởi mở chia sẻ câu chuyện cưới xin thời cha trẻ, tuy nhiên Quang Lê bất ngờ vấp phải khá nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Có nhiều người cho rằng anh tận dụng chuyện cũ để phát ngôn gây sốc, thu hút sự chú ý. Angela Phương Trinh, nếu cần tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra trinh tiết. Nữ diễn viên nóng bỏng Angela Phương Trinh từng gây chú ý bởi phát ngôn táo bạo về trinh tiết. Ý thức được giá trị của cái ngàn vàng, cô cho biết sẽ không trao thân dễ dãi và giữ cho tới tận đêm thân hôn. Tuy nhiên, việc cô nàng từng yêu một đại gia ngoài 40 tuổi khiến nhiều người hoài nghi về phát ngôn trinh tiết đó, bởi mẫu đàn ông này thường dày dạn kinh nghiệm tình trường. Trước sự ngờ vực của dư luận, bà mẹ nhí khẳng định chắc chắn còn Trinh thông qua lời thách thức. Nếu cần, Trinh sẽ đến bệnh viện kiểm tra trinh tiết để chứng minh sự trong sạch cho bản thân. Phi Thanh Vân mất trinh năm 20 tuổi là quá muộn so với chị em trong nghề. Với tính cách thẳng như ruột ngựa, Phi Thanh Vân tự khai cô đã mất trinh từ năm 20 tuổi. Không chỉ vậy, người đẹp giao kéo còn khẳng định thêm mất cái ngàn vàng ở độ tuổi 20 là quá muộn so với chị em trong nghề. Ở Việt Nam, còn coi trọng chuyện tinh tiết, nhưng cũng không vì thế mà hủy hôn. Làm người phụ nữ nói thẳng ra là không ai muốn bị mất trinh cả. Thời buổi bây giờ chỉ có người phụ nữ giữ trinh thôi cũng đâu được. Vì cần người còn lại, trong khi đó đàn ông luôn thích đòi, thế thì làm gì còn phụ nữ còn trinh. Thế nên các anh đừng đổ lỗi cho quý cô. Cách giải quyết tốt nhất là hãy để cả hai tự lựa chọn và cùng giải quyết chuyện ấy. Năm 20 tuổi tôi mới làm chuyện ấy, mốc thời gian này là quá muộn so với chị em trong nghề. Theo như những gì mọi người xung quanh tâm sự hay làm cuộc khảo sát bằng miệng, thì tôi là người mất trinh cuối cùng, cụ chân dài từng tâm sự.